Tiêu Tiên, từ đại siêu năng lực tập 93. Lần này sẽ không giống như lần trước nữa. Alo, thế à, biết rồi. Mọi người có tin tốt rồi. Hát Vũ sẽ tổ chức chương trình thực tế mới để tuyển chọn anh hùng mới, đăng ký. Không có điều kiện hạn chế gì. Dù cho có là anh hùng hay là không thì cũng được tham gia như thường. Hôm tên à, cậu muốn chúng tôi đi trên tuyển cái tên hồi nhảy nhót à? À, phải xâm nhập vào nội bộ. Đây là cách nhanh nhất để xâm nhập vào nội bộ Hắc Vũ. Mọi người không muốn đi cũng không sao. Vốn dĩ là tôi định đích thân ra tay rồi. Chỉ cần người tài sắc vẹn toàn như tôi ra tay. À không, cậu thì bỏ đi. Thanh niên xã hội lưu manh thô lỗ sao có thể được chọn lên thần tượng chứ? Chỉ là thần tượng mà thôi. Nếu nói ai trong chúng ta thích hợp nhất thì... Nè nè nè, các người nhìn ta là cái gì? Quả nhiên, ngoài một số người siêu năng lực ở trong dân gian, còn có người ký hiệu anh hùng cũng sẽ tham gia. Dù sao thì ngồi việc nổi tiếng ra, gia nhập vào tập đoàn Hạt Vũ còn có thể lấy được khoản tiền ký hợp đồng khổng lồ. Mà hiệp hội anh hùng cũng không hạn chế công việc khác của anh hùng, không làm thì uổng cọ, không làm thì hơi uổng. Tại sao ngay cả tôi cũng phải tham gia? Thơ một người thì chắc hơn mà. Ngồi ngõn chấp nhận đi. Chương trình tuyển chọn anh hùng ác sẽ có vòng chi đấu. Nếu như mà cậu không nắm chắc thì đừng có liều. Tôi nhất định sẽ lấy được một suất. Ừ, tôi sẽ có sức. À, lấy được một suất. Rành còn đừng có mà mơ nữa. Trình độ cuộc thi này cực kỳ cao đấy. Hàng 30 cấp A. Tâm linh chấn động. Rành còn vắt mũi chưa sạch thì đừng có xen vào làm việc làm ăn của người lớn. Lần này chỉ có hai người để tuyển chọn. Các người tưởng là các người có thể cạnh tranh với anh hùng chuyên nghiệp, hơn nữa còn là anh hùng cấp A sao? Uổng công mình vượt dặm nghìn xa chạy tới đây tham gia, không ngờ người tham gia lấy có trình độ thấp tới như vậy. Xem ra người có thể cạnh tranh với mình cũng chỉ có nhất đầu lưu thôi. Nè, các người còn dòng dài cái gì với cái tên đầu bạch tuộc đấy vậy? Hả? Ai nói tao là đầu bạch tuộc? Hôm nay không nói chuyện với người, biến sâu một bên đi. Ôi, vua biến sâu, là vua biến sâu, không phải chứ, là người thật luôn sao? Lúc trước có người đăng tin nói anh ấy tới thành phố Chấn Tần, tôi con tướng là lùng đại. Cấp S, không ngờ cả cấp S cũng tới tham gia tuyển chọn ư? Thế chẳng phải là chắc suất rồi sao? Ôi, hai người đi cùng với anh ta, có lấy lịch như thế nào vậy? À, tôi biết cô ấy, tôi từng nhìn thấy trong giới thiệu trang mà chính thức, cô ấy là con gái của siêu nhân ngoại cảm. Ừ? Ôi, con gái của siêu nhân ngoại cảm cũng tới tham gia sao? Cô thi lần này toàn là người nói tiếng thôi à? Vậy thằng nhóc này lại, nếu đã không phải là anh hùng chuyên nghiệp thì cũng không thể tra được thông tin về hắn. Chắc là học sinh có vui thôi. Thế nên nó cười mà học sinh cũng dám tới. Xử lý cho tôi tốt fan của người đi. Chúng ta còn có việc chính phải làm. Vâng. Mọi người tránh đường hết đi. Trước khi cuộc thi kết thúc thì ta xin phép không nhận ký tên, tránh đường hết đi. Ôi, ta không nghe nhầm chữ vừa rồi. Cái thằng ranh đó sai khiến vua biến sâu sâu. Hơn nữa với cái bộ tóc nhân tạo của mình, thế mà không phân tích ra được thực lực của hắn. Thằng nhóc này rốt cuộc là thân thánh phương nào vậy? Kết tiền thủ tới đăng ký, hãy chú ý. Thi tuyển chọn lần thứ 3 sắp bắt đầu. Dòng lỗi lần này tổng cộng có 294 người tham gia, nhưng mà chỉ chọn ra có hai anh hùng ký kết hợp đồng. Hy vọng lần này cũng có thể chọn ra ngôi sao sáng giá nhất. Cuộc thi sẽ được chia làm 4 khu, bắt đầu cùng một lúc. Bây giờ sắp bắt đầu trận đấu vòng 1 của nhóm A. Trận đấu bắt đầu. Tôi bắt đầu đi. Cố lên, lấy ra 1% thực lực lúc cậu đối phó với tôi là đủ rồi. Không ngờ mày cũng tới tham gia cuộc thi này, đúng là oan gia ngõ hẹp. Châu Thuấn Thiên, đỡ trả lời nỗi sỉ nhục trên đây, tao sẽ đánh mày bò ra đó. Mày, thằng gà, vừa gặp tao đã sợ rồi. Mày là ai? Hồi chết tiệt thế mà lại quên tao. Tao là Vương Tử Duy, là con trai của người giàu nhất đấy. Lần trước bị mày đánh bại, tao
đã rút kinh nghiệm sườn mẫu. Tao đã kế thừa công ty của bố tao, từng bước bò lên từ cấp bậc thấp nhất. Bây giờ, năng lực tiền của tao đã vượt xa trước rồi. Tham gia cuộc thi lần này để chứng minh, chỉ có tao mới xứng với tinh... Thượng Tình, cố lên. Hả? Tinh Toàn. Tại sao? Tinh Toàn lại ở đây, cố vũ cho mày. Lấy nào hai người ở bên nhau rồi? À phải. Chờ tiệc cái tên này đang hẹn hò với Trần Tinh Toàn sao? Mình đã đưa nghĩ hẹn hò với Tinh Toàn vô số lần, nhưng mà đã bị từ chối, thế mà tên này lại... Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu. Ra đi đi, quái vật cấp S, kiếm hồn ma. Đi. Không ngờ lại là kiếm hồn ma. Đây là quái vật cấp S cực kỳ hiểm đấy. Năng lực của người cầm hồn ma sẽ được tăng lên gấp trăm lần. Cho dù người bình thường cầm nó thì cũng sẽ có được sức mạnh giết chết cấp A. Mày muốn cầm mấy cây kiếm này đem với tao? Nực cười, tao là nhà tư bản có tiền mà, sao có thể tự ra tay được? Kẻ đối với mày không phải là tao. Ừ? Mà là nó. Automot. Ôi trời, tài liệu hàng đầu, công nghiệp hàng đầu, một ngón tay của người Mỹ cũng đã đắt hơn cả bộ trang bị của mình rồi. Người Mỹ mà tràn được trang bị thơm kiếm hồ mà. Đây chính là năng lực tiền cấp bậc hàng chục tí của tao đấy. Mày tiêu rồi, châu chứng thiên. Ồ trời ơi, con tưởng là không có gì đã xem, không ngờ lại diễn ra trận kích thích như vậy. Một học sinh phải đến với người Mỹ mà kiếm. Lúc trước mày dựa vào lực hụt quái để đánh bại tao, nhưng mà bây giờ thứ đó chẳng có tác dụng gì với người Mỹ của tao nữa đâu. Mày cứ chờ mà nhận thua đi. Không hay rồi, trong tiếng Pháp có cực kỳ ít pháp tự đối phó với kiểu người Mỹ này đây. Thưởng Thiên. À, quá thật, tiếng Pháp thà thiết không hấp thu được người Mỹ. Chết đi. Nhưng mà thứ này cũng không đáng để hấp thụ. Ý. Một chiều. Đi. Nè, con muốn tiếp tục không? Chờ thiệt. Mà trang cơ binh của ta, tài sáng cái chục tí của ta. Không, không thể kết thúc như vậy được. Đó là vẫn chưa tù đâu. Hắc Minh kiếm hồn mà nhập vào người ta, không đánh bại mày. Tao thì không làm người. Hắn phải quy tắc rồi, đó là thuộc cấm trong tài à, mau ngăn hắn lại đi. Không, thuốc cường hóa và trang bị vốn là một trong những năng lực của các anh hùng, việc này phù hợp với quy tắc. Cái gì? Y lực của kiếm mà cộng thêm lực lượng của Hắc Minh, tao thấy cho dù là cấp S cũng không chống nổi đâu. Chốt đi. Không ngờ mấy cái đứa rình còn đâu mạnh như vậy. Hả? Hay là ta bỏ thi đấu về nhà ta? Không ngờ hắn cũng lấy được cái loại thuốc này. Bên trạng có vẻ cũng giống như ông chú mập đó. Ê, sao có thể? Tóm đời thần chú tình tầm tình thần. Ừ? Không có tác dụng. Thần chú tình thần đều không có tác dụng mà. Xem ra những năng lượng này đã dung hòa vào người, thay đổi tính chất siêu năng lực của họ. Sử dụng thao thiết tiền pháp thì chắc chắn có tác dụng chứ nhỉ, sư phụ. Muốn hấp thụ năng lượng con này thì tất nhiên chỉ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà có muốn hấp thụ năng lượng do bẩn này sao? Đừng chứ bận lắm. Tao không thể chấp nhận. Không sao, tao có thể chấp nhận mà. Ui, sao anh Thiên lại dừng lại rồi? Tại sao không tránh chứ? Lấy nào hết tên lực rồi sao? Mau tránh đi, anh Thiên. Mày kiệt sức rồi à, chết đi. Tóm đại thần chủ kim hoàng nhẫn. Không. Chấm. Ủa? À, thao thiết cắn nuốt. Còn chưa tuyên bố sao? Hả? Trận đầu tiên Châu Thuấn Thiên chiến thắng. Bắt được rồi. Đúng là lâu đài cơ khác, đến đặc sắc lắm. Khu B,
Đáng tiếc, phản diện siêu cấp như ta không thể chơi cái trò tuyển chọn anh hùng với các người đâu. Ta phải phá tan tình. Từ đây đi, để ta đến một trận thỏa thích đi nào. Lần nữa đối thủ vừa ra tay, ta sẽ giá chết đầu hàng. Ta phải ghi cho danh hiệu anh hùng chính nghĩa này của ta thân bại danh liệt ở trong lòng của các của con người các người. Phải để cho người tín ngưỡng ta phải tuyệt vọng. vua biển sầu đánh thật rồi. Đây là cảnh đánh nhau hiếm gặp của cấp S đi nhà. Mau mở lấy chim đi. Tới đây đi, mau tới đây đi. Ngươi vừa ra tay là ta sẽ giá chết không một chút do dự luôn. Ta nhận thua. Đối thủ đó từ bỏ quyền thi đấu, vua biển sầu chiến thắng. Hả? Ôi đúng là cường giả cấp S, có khác mà. Chỉ dựa vào khí phách thôi đã khiến cho anh hùng cấp A cảm thấy lực không dám đối đầu. Tốc độ chiến thắng còn nhanh hơn cả Sa Châu Thuấn Thiền. Quả nhiên là vua biển sầu mới là mạnh nhất. Vua biển sầu, anh mãi mãi là anh hùng của bọn em. Đồng thời, vừa rồi chúng tôi đã nhận được thông tin về ban giám đốc. Để chào đón sự tham gia của vua biển sầu, tập đoàn của Hắc Vũ quyết định mời vua biển sầu trở thành anh hùng VIP của tập đoàn. Mở kịp mà chưa, ta muốn phá mà. Sao vừa mới bắt đầu đã thắng luôn thế này, thật là sỉ nhục. Mời hắn ký hợp đồng luôn. Vua biển sầu lập công lớn như vậy thật rồi. Chỉ có thể nói là anh hùng cấp S có mặt mũi cũng lớn quá. Rất tốt. Vua biển sầu vào nội bộ trước đúng hợp ý của chúng ta. Có điều chúng ta cũng không thể lừa là. Nếu như trong chúng ta có bao người vào được thì càng tiếp cận với cấp bậc trung tâm của Hắc Vũ. Chúng ta sẽ tranh thủ lấy được hai suất còn lại. Ừ, đó là tất nhiên. Ta sẽ không thua đâu. À, thưa vua biển sầu, tiếp theo mời anh rời gót lên tầng cao nhất của tòa nhà Hắc Vũ, để bàn chi tiết hơn và người phụ trách. Ừ, không ngờ, tung lưới theo thông lệ, lại câu được con cá lớn. Đúng là lâu rồi không gặp. Cầu nhóc. Thưa vua biển sầu, tổng giám đốc đang đợi anh ở trong phòng. Làm gì còn cái lý đó? Ta đường đường là cấp bậc vương giả ở trong số các phản diện. Không ngờ, lại lâm vào bước đường làm cái thằng hơi nhảy nhót. Việc xâm nhập nội bộ giao cho người, không được xảy ra sơ suất. Nhưng mà sống dưới mối hiền ai chẳng phải cúi đầu. Phản diện qua cái thời thì chẳng bằng chó. Nếu như không đi, ta sợ sẽ bị đánh như bầu cát. Có điều đối phụ muốn gia ta gia nhập tập đoàn Hạt Vũ, còn ta thì sẽ có ý đàm phán thất bại. Đàm phán thất bại thì cũng không thể trách ta được đâu nhỉ. Hay, người gọi ông đi lên có phải không? Chỉ là một giám đốc còn mà cũng mặt mũi lớn quá nhỉ. Cơ mà ta nói trước luôn nhà, đến thành phố Trấn Tuyền Tân ta chỉ làm ba vị thôi. Chiếm núi làm vua, cuối cùng vẫn là chiếm núi làm vua. Nội bộ đi chứ, trở mặt đi chứ, ai mà chịu được cái người ngồi khiêu khích kiểu đó. Sẽ thấy người là phản diện cấp S lâu năm. Điều kiện này cũng xem như là phù hợp với hình tượng. Hả? Là cũ? Có điều thì chúng ta là người quen cũ, nhưng mà quy tắc vẫn là quy tắc. Muốn chiếm núi làm vua thì không được đâu. Ây! Ây da! Kế nào? Lại dám đánh lén ta? Sao lại là cô? Kari, vốn vã cho ngươi rồi, con lấy cái giờ cho ta. Dừng lão đại. Vậy ta tiếp tục đi bán hàng. Ừ, chú ý an toàn. Kuro, đó chẳng phải là siêu nhân ngồi cả về sau. Không ngờ hắn lại nghe lời cô rầm rắp. Cô đã giở trò gì vậy hả? Giở trò? Ta là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn làm việc cho ta chẳng phải là điều đương nhiên hay sao? Sau khi hắn tước năng lực của thí nghiệm toàn thành, thì bố cảm thấy hắn đã hết giá trị lợi dụng, bỏ ta xử lý hắn. Nhưng mà chiếc đồ chơi cao cấp thế này, sao có thể dễ dàng lãng phí được chưa? Bởi vì thế ta đã đưa hắn tới đây, cho hắn hỗ trợ kế hoạch ở thành phố chuẩn hừng của ta. Chính là khối đèn gớt tổm đó à? Không sai, đó chính là tinh thể kiến thức tiềm năng, lực của đã được nghiên cứu từ Hắc Minh. Mẫu này chính là sản phẩm kích tình từ năng lực ngoại cảm tách ra, từ siêu nhớ ngoại cảm. Chắc ngươi cũng đã từng thấy rồi. Xem xét mà hắn phóng ra bằng nãy là sao? Chẳng phải là siêu năng lực của hắn đã bị các người tách ra rồi.
Muốn biết nhiều hơn thì cứ ký hợp đồng tiếp xong rồi nói tiếp. Hợp đồng? Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau đỡ bàn chuyện của ngươi ký hợp đồng với anh hùng gia nhập tập đoàn Hắc Vũ Quỳ sao? Mọi người đều là người quen cũ, chỉ còn ngươi thành tâm hợp tác với ta thì có lẽ ta sẽ giúp người thoát khỏi sự khống chế của Châu Tuấn Thiên. Còn do dự, lý nào ngươi thực sự thích làm thuộc hạ cho cái thằng nhóc rèn đấy? Cô là đang coi thường ta. Ta là vua biển sầu, đi theo thằng nhóc đó chỉ là kết tạm thời thôi. Cô có chắc là giúp ta thoát khỏi sự khống chế của thằng nhóc đó được không? Tất nhiên. Có điều, hiện giờ thì ta còn ngươi trở về bên cạnh Châu Thuấn Thiên. Ngươi không được để lộ cho hắn biết sự tồn tại của ta. Sau đó, ta cần ngươi giúp ta làm như thế này này. Ăn đồ này của ta đi, sao bằng đuổi trăng. Này thì đuổi trăng. Thật là đáng tiếc, truyền nhân của Sao Băng Vỗ Cánh Thiên Thần Kiếm chỉ ra được có một đòn, cuối cùng thì nuốt hỏng vào bãi trận. Người ấn thần còn ai thấy ta, nổi tiếng bị Châu Thuấn Thiên đánh bừa một cú thùi, trúng luôn và bị đánh bại thơ thảm trong một giây. À dạ, đâu ta nhận thua, nhận thua. Đại sư huynh, đón chi thí lầu nổi tiếng. Thúy còn chưa đoạn, mà tay đã gãy trước rồi, xí chút nữa thì phá kỷ lục nhận thua nhanh nhất. Các bạn khán giả yêu quý, quyền ký hợp đồng đầu tiên đã được xác định rồi. Tiến thủ Châu Thuấn Thiên toàn thắng, một đường thắng lợi, giành được suất ký hợp đồng đầu tiên. Một kích cục thời là bất ngờ, đúng là anh hùng xuất thiên niên. Ôi trời ơi, thực lực của thằng nhóc này gờ gớm như vậy. Trận đầu mà đã có rất khó tin rồi, nhưng trận sau thì cả áp đảo hơn, đừng nói là hắn là gấp S đi chứ. Hơn nữa còn rất là đẹp trai, hết nấc. Bên cạnh đó thì trận cuối cùng của nhóm đề hiện đang chuẩn bị bắt đầu. Sau xuất ký hợp đồng thứ hai, cũng là xuất cuối cùng, cũng sẽ quyết định vào trong trận này. Đây là trận chiến giữa một anh hùng cấp A lâu năm và một thiếu nữ. Hôm nay, các thanh niên đã tỏa sáng rực rỡ, thiếu nữ trẻ tuổi sẽ là một con người ô mới được chứ? Tâm linh vỡ nát. Mạnh khỏe của anh vô dụng rồi, Minh Tịnh Kiếm. Đúng là họ linh càng hiếm thấy có khác. Tu luyện đến trúc cờ trong thời gian ngắn, phi kiếm thuật cũng có thể vận dụng linh hoạt hơn. À, giờ cô ấy hoàn toàn không thua gì anh hùng cấp A. Dù sao thì cô ấy cũng là đồng ý với con rồi. Hơi, con nhóc kìa, nếu như tao gặp với cái thằng nhóc tóc trắng hoặc là vua biển sầu thì đúng là không có phần thắng. Nhưng mà còn mày, không phải đối thủ của tao. Ờ, anh sắp thua rồi mà còn mạnh miệng. Đừng có bảo tao không nhắc nhở mày. Mày có biết tại sao sau đó gọi là tâm linh vỡ nát không? Bởi vì mày tuyệt đối không đỡ được cái đồn này. Tâm linh gió bão. Mẹ hết tinh hoàng. Ôi làm sao vậy? Đột nhiên không nhúc nhích được nữa. Đó là chiêu thức gì vậy? Đó là năng lực cái kiểu mà thôi miên tinh thần. Thôi miên? Đấy chẳng phải là... Thôi miên? Đấy chẳng phải là... Đi là đâu? Hả? Tuần tin tòa. Tao hận mày. Tại sao mày lại không cứu tao? Tại sao mày không đi chết đi? Bố. Bị ăn nắm thóp rồi chứ gì. Xem ra, con nhóc này bị tổn thương tâm lý rất lớn. Giờ tao xin ném mày ra khỏi sân thì đấu luôn. Thượng Thiên, thắng trận đấu này thì rất quan trọng đối với con có đúng không? Bây giờ tính toán sẽ thua rồi, nhưng mà hình như có hoàn toàn không lo gì cho con bé nhỉ? À, cô ấy sẽ không thua đâu. Con từng nói với cô ấy, đã hứa với con rồi. Này tính toán, cô từng hứa giúp tôi đi nha. Nhưng mà nếu cứ thế này thì cô sẽ thua, vậy thì tôi sẽ không dẫn cô theo chuyến này được nữa đâu. Ý, mình, đúng vậy, mình không thể thua. Hả? Con muốn dùng vậy? Vậy thì nặng hơn đi đâu. Trần Tiên Toàn đeo tay mày, đâu mày hại tao. Tao đau khổ, tại sao mày lại không làm gì cả? Tại sao lại trớ mắt nhìn tao ra đi? Mày là đột phí vật bình thường, chỉ biết hút sức mạnh của tao. Lúc tao xảy ra chuyện thì tại sao mày không ở bên tao? Tại sao không làm gì cả? Tại sao mày không chết đi? Cút. Bố à, biết con
không ở bên bố mà bố rất đau khổ. Nhưng mà con xin lỗi, giờ con buộc phải đi rồi. Con đã hứa với Thuận Thì, con thề con phải cứu bố. Vì thế để giúp Thuận Thì, giờ con tuyệt đối chứ không thể thua. Bố à, hãy đợi thêm một thời gian đi. Con hứa với bố con nhất định sẽ tới cứu bố. Sau này, chúng ta gặp lại. Nhất định. Anh chỉ biết khiến cho người ta nằm mơ giữa ban ngày thôi sao? Cái gì? Có ý tính lại rồi. Đấy là anh hùng cầu tiến dưới cấp S. Có thấp phá giải được khống chế tâm linh đấy. Tinh toàn nó có tinh thần mà như vậy sao? Quả thực là ở mạnh khác thì có lẽ tinh thần của cô ấy có điểm ngược từ dưới lên. Nhưng mà nó đến chấp niệm cầu bố thì có thể nói là tinh toàn. Không còn gì càng nổi. Bây giờ đến lượt tôi. Tứ Minh Tình Kiếm. Sao lại như vậy được chứ? Sao cô ta có thể thoát khỏi khống chế của ta được chứ? Quá đặc sắc. Quá đặc sắc. Chưa từng có anh hùng nào cấp S nào có thực pháp vừa được khống chế tâm linh của cô gái tên là Tinh Toàn này. Quả thật là người đầu tiên trong lịch sử. Sơ ký hợp đồng thứ hai cuối cùng cũng được quyết định rồi. Đó là cô Trần Tinh Toàn. Cùng Lý. Chúng tôi biết Thuấn Thiên đại ca bất khả chiến bại mà. Không ngờ thì em gái Tinh Toàn cũng giấu nghề luôn. Nào có chứ, là Thuấn Thiên dạy tốt mà thôi. Được rồi, bây giờ bước đầu đột nhập vào hát vũ của chúng ta đã thành công. Mà bây giờ bắt tay vào làm bước tiếp theo. Thầm Hải Vương đã xâm nhập vào trong nội bộ kẻ thù. Thế nên mới có thể hỏi anh ta một chút. Thầm Hải Vương, anh cũng đã từng gặp bố của hát vũ, có lấy được tin tức gì không? Nè, Thầm Hải Vương. Tôi không phát hiện ra gì cả. Những kẻ tôi gặp mặt đều là một lũ quỷ à vô nền bờ. Đâu không đáng nhắc tới. Vậy sao? Xem ra không phải là Anna sao? Vậy thì chúng ta cũng chỉ có thở bằng bà kỳ hơn thôi. Thượng Thiên, Tinh Toàn bây giờ hai người đã ký hợp đồng trở thành anh hùng của Hắc Vũ rồi. Mà ký hợp đồng anh hùng thì đều phải có người đại diện phù hợp. Bất kỳ một hoạt động gì của hai người đều phải nhận được sự cho phép của người đại diện để tích lũy điểm tích phân anh hùng. Tích phân thì cũng có mức độ nổi tiếng của anh hùng. Điểm tích phân cao nhất của anh hùng mỗi tháng sẽ tham gia cuộc hội họp hội đồng quản trị của hát vũ. Mà tham gia hội đồng quản trị chính là cách nhanh nhất để có thể tiếp xúc đối với những tin tức nội bộ của hát vũ. Vì vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ cách lấy được điểm tích phân cao. Người đại diện, sự kiểm soát của hát vũ đối với anh hùng lại lớn như vậy sao? Có phải là cho dù Ngọc Ghi Hiệu muốn ra tay giúp đỡ thì cũng phải hỏi người đại diện trước cho được cho phép đúng không? Đúng vậy, hợp đồng chính là như thế. Nhớ đâu tôi gặp phải cái tên người đại diện biên thái thích thao túng kiểm soát. Tôi sẽ giúp cô đến anh ta. Ngày hôm sau của cao ốc hát vũ. Hả? Cô chính là người đại diện của chúng tôi sao? Cầu Liên là viên anh hùng. Tên Toàn. Đã lâu không gặp. Chị Cà Lốt. Vì sao chị lại ở đây? Hiệp hội anh hùng đâu? Cái này sao? Sau khi xây dựng lại trụ sở, kinh tế gặp phải khó khăn, nên tiền lương của những nhân viên như tôi liền... Là nhảy việc hả? Trước tiên thì còn nói một chút vừa quy định về chế độ của công ty của chúng tôi. Chúng tôi muốn thu hoạch tích phân. Không được. Bây giờ không có thời gian để nói những chuyện này đâu. Có một chuyện khẩn cấp. Bây giờ lập tức còn hai người đi xử lý. Dùng ngồi ở phía bắc thành phố Trấn Tân. Anh hùng hợp đồng mà. Tổng tác giả. Lưỡi hơi ẩn chứa sức mạnh. Hắc ám. Đồ quái vật à. Đã tóc tiếng mây xuống địa ngục. Đi chết đi. Ây da. Mọi kiếp nó. Đây là cái loại lưỡi liềm hắc ám gì vậy? Nó không dễ dùng. Mà gì cả. Mà đối đãi chỉ bắn mệnh đến đây cho tôi. Không được. Chủ đề công ty sắp xếp cho cậu là Tử Thần. Người cho tất tập đoàn hát vũ tiền nhân. Nếu như mà Tử Thần đã dùng búa lớn đánh nhậu với kế địch. Thì còn ra cái thợ thống gì nữa đây. Thiết lập nhân vật của cậu đã bị sụp đổ rồi. Thì làm sao mà lấy được điểm tích phần chứ. Nhưng mà dùng thế này.
thì không bằng tôi sử dụng tay không còn hơn. Nếu như cậu không nghe theo lệnh của tôi, thì tôi phải chấp hành vì các điều khoản vi phạm hợp đồng rồi. Ờ, được rồi. Nghiệp Anh Gia khởi động máy, chuẩn bị chụp lại hình ảnh chiến đấu. Ở trời đá, trên trời dường như có vật gì đó đang bay tới. Ừ, là sao băng à? Giải quyết quái vật này là được đúng không? À đúng vậy, nhưng mà xin phép hãy chú ý đến thiết lập nhân vật của mình. Thiết lập nhân vật của anh là vĩnh viễn không đánh lại đối thủ, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu cuối cùng. À nhất định phải... À cái này đợi lát nữa rồi nói đi. Tôi giải quyết nó trước đã. Ôi, chuyện gì thế? Động đất ư? Đây là có thiên thạch rơi xuống hay sao trời? Không phải, hình như là một người. Người này chỉ dùng có một chiều đã giải quyết được quái vật cấp B rồi. Thì lập nhân vật của anh ta là cái gì vậy? Giải quyết xong rồi, vừa rồi cô muốn nói cái gì ấy nhờ? Cậu là ai gì hả? Cậu là do người đại diện nào phụ trách trên ống kính của công việc báo cáo trước, cậu có biết hay không hả? Tôi... À xin lỗi, nhà chế tác thì từ hổ. Anh ấy là người mới giờ tôi phụ trách. Tôi còn chưa nói chuyện cho anh ấy biết thiết lập nhân vật. Ây da, là người của cô à? Cô có biết quy củ hay không thế hả? Nghe cho kỹ đây, nhái rành. Cái sự nổi tiếng chính là điều quan trọng nhất của hạt vụ. Cậu phải tuân theo thiết lập nhân vật của công ty thì mới có thể nổi tiếng được. Người không làm theo thiết lập của nhân vật, đồ hót được rất kém, cậu có hiểu gì không? À đúng vậy đó. Cậu có biết là vì sao đồ hót 460.000 này của tôi đã cố gắng nhiều tới mức nào hay không? À ngày tiên à, làm sao? Chúng tôi đã đăng đoạn clip ngắn vừa rồi lên mạng xã hội. Độ hot của đoạn clip này trên bình luận: hồ sơ nổi tiếng của anh Hùng 8 triệu. Cái gì? 8 triệu? Điều này sao có thể chứ? Ờ à, có vấn đề gì không? À không vấn đề, không vấn đề. Trong hát vũ độ, mức độ nổi tiếng là cao quý nhất. Bây giờ ngài là cấp trên của chúng tôi, nhưng mà chuyện ngài làm đều đúng cả. Vậy chúng tôi đi trước. À giờ giờ đại ca đi thông thả. Thì ra là như vậy. Mạnh mẽ tuyệt đối cũng là một loại thiết lập nhân vật. Vài ngày sau, thực lực có thể so với cấp S, anh Hồ mới ký hợp đồng nhiều lần đánh bại quái vật mạnh. Tiền kiếm tình qua, hát vũ công bố anh Hùng mời hợp tác tổ hợp thiên tình. Nghi ngờ anh Hùng mới tiền kiếm có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Hải Vương, thân phận trở thành cầu đố. Trong vòng một tuần ngắn ngủi thôi, hai người đã giành được cái độ hốt rất cao. Cứ như thế này thì tối đa 2 tuần là hai người có thể nhận được quyền hạn đi vào tầng 30 rồi. Đây là công lao của Hướng Thiên cả. Có điều tôi đã âm thầm điều tra tập đoàn Hắc Vũ lâu như vậy, nhưng mà lại hoàn toàn không tìm được một chút dấu vết liên quan tới Hắc Minh hoặc là Anna. Cảm giác bọn họ như đã biết trước chúng ta đang muốn điều tra cái gì, đã chuẩn bị xong cách đối phó rồi. Muốn tìm Hắc Minh sao? Đúng lúc tôi vừa lấy được một tin tình báo. Mọi người có nhớ tên là Mentabet chưa? Hắn có chút kỳ quái. Gần đây tôi đã để ý hắn nhiều vần ra vào tầng cao của Hạc Vũ, còn mang thứ thứ gì đó. Tôi đã điều tra ra ngày mai hắn sẽ đi đến một nhà xưởng ở ngoài ô, chắc chắn có vấn đề ở đó. Nhờ mấy trên quốc lộ Bàn Sơn, tôi đã tra ra được Hạc Vũ không có liên kết công ty nào mà. Quả thật là rất khả nghi. Nhưng không chừng nó chuyên chở hạt mình. Cuối cùng thì cũng có manh mối. Chúng ta thông báo với Hương Thiện rồi đã. Đoán chừng bây giờ chủ nhận không phân thần ra được đâu. Hôm nay anh ấy bị điều đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Mà bây giờ các người lại muốn liên lạc với anh ấy thì hẳn là không được rồi. Ở đúng vậy, đã không thể thăm dò được tín hiệu của Thướng Thiên nữa rồi. Chờ anh ấy trở về thì đã quá muộn. Mentablat thì chỉ đến một lần, lý nào các người muốn bỏ qua cơ hội lần này sao? Bây giờ chủ nhận rất mạnh, nhưng lại bề bộn công việc, lý nào chuyện gì cũng tôi cũng còn phải để cho chủ nhận tự làm hết hay sao? Chúng ta là bạn đồng hành của anh ấy, dù sao cũng nên làm một chút gì đấy. Ờ, à, khó khăn lắm thì mới có được manh mối. Quả thật là không thể bỏ qua cơ hội lần này. Không sai, bây giờ tôi cũng đã có năng lực tự vệ, không chuyện gì cũng phải giờ cho Thướng Thiên làm được. Vậy con chơi gì nữa xuất phát thôi. Go go go. Tác phòng nhanh lên hết coi.
Xem ra, nơi này quả thật là có điều mờ ám. Lẽ nào đây đây là nhà máy sản xuất của Hắc Minh? Nhanh đi, xuống đó đuổi kịp anh ta. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, bên trong nhất định là có con người canh giữ. Có người canh giữ sao? Kỳ lạ. Sao nhìn thế nào thì cũng thấy nơi đấy không giống có người lắm nhỉ? Mọi gì kìa, gã đã dừng lại rồi. Cái gì? Biến mất rồi? Không đúng, đó không phải là vụ nổ tinh thần, mà đó là một hình ảnh ba chiều. Thần Hải Vương, có phải khi anh điều tra đã bị bại lộ rồi không? Thần Hải Vương đâu? Không biết, vừa rồi anh ta vẫn còn đang ở đây mà. Xong rồi. Nguy rồi, trúng kế rồi. Cuối cùng thì chỉ còn lại chúng ta. Ngày hôm nay đã đợi dấu chấm hết cho vận mệnh vô tận của chúng ta đi. Không cần nhiều lời, đỡ mong lại là được. Thiền kiếm. Rất tốt, quá. Ở đây lâu như vậy rồi, đây chính là nhiệm vụ cơ mật mà ban giám đốc trực tiếp giao sao? À, xin lỗi, phim này Hắc Vũ đã đầu tư rất nhiều tiền, anh phải quay hết thì mới có thể đi. Ừ, làm sao đây? À, không có gì, chỉ là có chút lời xin giúp đỡ, anh hùng khác có thể xử lý giúp. Vậy thì tốt. Ở mấy chỗ này không cho đi thì cũng không biết nhóm tinh toàn đã làm cái gì nữa đây. Nhờ mấy dược phẩm ngoài là phi tẩy yêu cầu hỗ trợ. Thuyền thiền, có ở đấy không? Chúng tôi bị tập kích rồi, nhanh tới cái chúng tôi đi. Đại ca, một tới cứu mạng đi, tôi cũng mỏi nó sắp chết rồi nè. Trong nhà mấy dược phẩm? Không biết rồi, số lượng số biến gì nhiều quá, sắp không trụ nổi nữa rồi. Thuyền thiền không có đây, Thâm Hải Vương đâu? Không biết nữa, chắc không phải là Thâm Hải Vương đã bị giết rồi đi chứ. Mấy cái thứ chết tiệt này có độc à? Linh lực của tôi không đủ để chống lại kiếm trận rồi. Các người gọi trợ giúp tới chưa? Xong rồi. Lâu như vậy cũng không liên lạc được với Thuấn Thiền, cũng không có anh hùng nào khác trợ giúp. Mà nó bình thường anh hùng có rất nhiều mà, hôm nay toàn bộ anh hùng đều nghỉ ngơi hết rồi sao? À, xin lỗi, tôi chịu không nổi nữa rồi. À, không sao, cô đã làm rất tốt. Tốt ư? Lần này à, xong đời rồi nè. Cửa bị phá rồi, là anh hùng có viện địch đã đến rồi sao? Ờ, đây là... Ờ, là chỗ này đây ca. Ha ha, nơi này thật là náo nhiệt quá. Cái gì đừng sợ, anh em chúng tôi đã đến rồi đi. Ờ, đây là anh hùng gì thế? Gió đông thổi trống đánh lên, muốn đánh nhau thì đánh ai sợ ai. Các anh em lột da chúng nó. Cẩn thận đi, những con sói này rất mạnh, còn có độc rồi đấy. Ôi xong rồi, cấu viện vẫn chưa gọi được, lại xuất hiện một đám người đến chịu chết rồi. Cái gì không cần lo lắng. Xem tôi đi. Hay, hoa thủ, công kích, siêu mạnh. Còn mà đó, rốt cuộc các người là ai vậy? Nhưng chưa thức gì thật là mất mặt. Ôi, được cứu là tốt rồi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Là hàng các người muốn hay sao? Cái gì hay gì? Anh là loại anh hùng nào? Anh muốn làm cái gì? Anh hùng, biết rõ rồi còn hỏi. Tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là người đến giao hàng cho các người thôi. Lẽ nào họ tới giao dịch với Hắc Minh, nhận nhầm chúng ta thành người nhà xưởng rượu? Được rồi, đến đây thôi. Ông đây là nhân viên giao sữa chuyên nghiệp đấy nhà. Đây là xưởng của các người đặt có đúng không? Có điều xin lỗi nhà vì vừa chậm trễ vài giây, nhưng mà hãy nhớ đến giá làm sao nhé. Họ hóa ra là giáo sứ bò sao? Ờ, đúng thật là sữa nè. Nhưng mà ở đây lại không có ai đặt sữa cả. Hả? Cả đầu điện sai địa chỉ gì sao? Không phải tôi đã nói nhiều lần còn phải xác nhận cho kỹ à? À, không thể nào, chính là chỗ này không thể sai được đâu. Em đã nghe thấy khách sạn khách dặn nhiều lần là giao đến đây rồi mà. À, thôi mặc cờ, đơn này tính hết lên đầu của cậu. Trừ tiền lương của em mà đại ca. Chị đã, giọng nói này của anh ta lấy nào? À, xin hỏi anh có tờ thao kính xuống cho tôi nhìn một chút có được không? Cô ấy nhỏ, nhìn rất quen nhé. Cô biết tôi sao? Niệm Đồng Hiệp. Không phải ông đi bắt rồi sao? Sao ông lại ở đây? Hả? Nói đùa gì vậy? À, không phải, không thể nào. Anh ta không thể nào là cha. Vừa rồi anh ta sử dụng lôi điện,
hoàn toàn khác với cha. Hơn nữa, quan trọng nhất là cha tôi sẽ không có bộ quần áo kém thẩm mỹ như vậy đâu. Nên như có người cha như vậy thì có chết tôi cũng không nhận. Hả? Thẩm mỹ của tôi rất kém sâu. Cô gái, không lớp phép nha. Tôi là tập nhĩ của thực là không phải siêu nhỏ ngoại cảm. Khuôn mặt của tôi là phẫu thuật thẩm mỹ dựa theo khuôn mặt của siêu nhỏ ngoại cảm. Dù sao thì tôi cũng chính là fan cuồng của siêu nhỏ ngoại cảm mà. À là kìa, bắt chước siêu nhỏ ngoại cảm sao? Khuôn mặt này quá thật là giống, nhưng mà hoàn toàn không cùng một người ư. Nếu đã lưu sai địa chỉ rồi thì cũng hết cách thôi. À vậy hộp sữa này liên tặng cho mấy người nhé. Mỗi ngày một hộp sữa khiến cho cơ thể khỏe mạnh. Còn nhà bà uống nhiều sữa lên đi, giúp vợ phát triển chiều cao đi nhé. Đáng ghét, con tưởng rằng được siêu nhỏ ngoại cảm nữa chứ. Hơn nữa cái bất chức này, tất cả những chuyện này là sao chứ? Tất cả chuyện này là sao? Không phải bây giờ kẻ ngu siêu nhân ngồi cảm kia vẫn đang bị cuộc khống chế sao? Sao ông ta lại có thể xông vào cản trở chưa? Lúc đầu tôi nên giết chết bộ họ. Tạm giờ đâu? Tôi đã làm theo yêu cầu của cô, dùng hình ảnh ba chiều ứng dụ bọn họ đến rồi. Thì ra rồi, không liên quan gì tới cậu nữa. Anh hiểu lầm rồi. Siêu nhân ngoại cảm không bị tôi khống chế, chỉ là bị tôi cướp về và sửa ký ức thôi. Hiện tại siêu nhân ngoại cảm cho rằng tôi là ân nhân của mạng ông ta, mà thiết lập nhân vật của tôi là người đi bán sữa ế. Vì thế ông ta liền giúp tôi bán sữa để báo ân. Tôi không còn biết cô là cái gì. Người của cô đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Bây giờ trở về tôi biết phải giải thích với bọn họ thế nào đâu. À, bình tĩnh một chút đi nào. Tuy là không giết chết bọn họ được, nhưng mà đám người kia vốn chỉ là vài thứ rầu rìa, có chết hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, chỉ còn anh mang theo sự đền bù quay về là có thể giúp cho bọn họ một lời giải thích đính đáng thuyết phục rồi. Chỉ là phải khiến anh chịu thiệt, hy sinh một chút thôi. Cái gì? Người gặp siêu nhân ngoại cảm rồi á? Không chắc chắn là có siêu nhân ngoại cảm không, nhưng mà năng lực khác nhau, tính tình thì cũng không giống nhau. Lý nào bị khát tô lỗ tay não rồi? Bị tay não? Vì vậy ông ta mới tới nhà xưởng để làm cái gì? Nhảy và giao sữa. Hả? Tên Toàn à, sau khi cô tiếp xúc với ông ta, cảm thấy đó là bà của cô không? Anh ta tuyệt đối không phải là cha của tôi. Không thể nào mà nhảy mất mặt như vậy được đâu. Mọi người à, tôi đã tra được rồi, anh ta tên là Tạp Nhĩ. Hơn nữa anh ta chính là người đại diện pháp lý của công ty Hắc Vũ. Anh ta là người của Hắc Vũ. Nói cách khác thì anh ta sửa thành cha của tôi. Hồ Cẩu Hiệu Vĩ Hoàng Chính sau lưng là lén buôn bán Hắc Minh, bà đi phát điên rồi. Chuyện này trước tiên hãy để sang một bên đi. Không bằng giải thích trước một chút đi. Vì sao mấy người lại tự ý hành động, không biết sẽ nguy hiểm hay sao? Là vì Thâm Hải Vương anh ta... Là Thâm Hải Vương cùng cấp tin tức để chúng tôi đến đó. Nhưng mà nửa đường thì không thấy tầm hơi của anh ta ở đâu. Chẳng lẽ Thâm Hải Vương là... À mọi người đang chờ tôi sao? Thâm Hải Vương, anh chạy đi đâu thế hả? Anh có biết là đột nhiên biến mất cái mạng nhỏ của chúng tôi, cũng xích chúng nó mất luôn hay không rồi hả? Thật là ngại quá. Lúc đó tôi vừa đuổi theo cái tên này, chưa kịp để ý tới mọi người. Anh giết chết Mentablat. Không sai. Mọi người xem tôi còn lấy được cái gì nè. Đây là thi đi để sử dụng ra vào tầng cao của Hắc Vũ. Tập đoàn Hắc Vũ, xin chào buổi tối. Bây giờ tổng giám đốc đang không có ở đây. Không cho vào sau. Tôi đã hẹn với tổng giám đốc đi là một buổi họp bí mật mà. Ai? Là thi đi mời vào. Cứ vậy lén vào. Thế này hiệu quả như vậy sao? Đương nhiên chính là chỗ này. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của tôi đại ca. Chúng ta tới rồi. Xử lý thế nào bây giờ? Mang hàng mẫu và dữ liệu, tư liệu giấy tờ ra ngoài để thương lá điều tra thử xem. Vâng. Cứ vào thế nào rồi? Đó để cho bọn họ phát hiện ra vật kia rồi. Chị Thường Lạc, sao rồi? Cái này thực sự là Hắc Minh. Những giấy tờ này cũng có thể chứng minh Hắc Minh có tác dụng nghiêm trọng đến cơ thể của con.
lên lùi rất nguy hiểm. Hơn nữa dựa vào nội dung văn kiện thì ước minh thực ra là tinh thể năng lượng siêu năng lực. Mà cái nhóm cơ thể cung cấp năng lượng này là siêu nhân ngoại cảm. Cái gì? Cô nói là bộ họ rút năng lực từ ít trên một người sống sờ sờ là siêu nhân ngoại cảm, làm thành ma túy siêu năng lực để bán sao? Bộ quả nhiên là đang bị bộ họ hành hạ. Chị Thường Lan, bây giờ chúng ta lập tức công khai những thông tin này. Có những chứng cứ này thì cũng đủ làm cho Hắc Vũ suy sụp rồi. Đi rồi, tôi lập tức băng lên đây. Ừ? Máy tính bị... Ôi! Xã hội có hay loạn hay không? Do anh Tập định đoạt. Phạm tội thì không lời thoát. Án không hồi tuổi. Nhớ ra thông tin. Có người tôi cáo hồn tiền bạc. Tôi liền đã bị tới đây mà xem. Tôi chính là ba ngày giao sữa buổi tối. Làm anh Tập bảo vệ xã hội đi. Ừ? Là cái người? Hả? Là Hắc Minh. Uống cho tôi. Ba ngày còn cho mấy người sữa. Không ngờ các người vậy mà lại bán Hắc Minh. Đúng là xã hội đơn giản phức tạp là có người. Nhất là cô. Tôi còn nhỏ thì không lo học cho giỏi đi, lại dám đụng vào cái thứ đồ này. Cô không làm, bố mẹ cô thất vọng vì sao? Vô liêm sĩ. Hắc Minh là người của các người, lại dám đổ lên đầu của bọn tôi. Muốn tôi xí nát cái gương mặt này của ông không? Anh Sang Chính Nghĩa nói vớ vẩn. Công ty tôi căm thù Hắc Minh đến tận xương tủy, vẫn luôn phân phối bán sữa đi khắp nơi để chống lại Hắc Minh. Bởi vì chúng tôi tin tưởng chắc chắn màu trắng của sữa có thể chống lại được màu đen của Hắc Minh. Sữa muôn năm là cá tính của Hắc Minh. Cái này thì có liên quan gì tới sữa chứ? Lắm mồm xem, tự xem đi. Cấp dưới của ông đã có thể làm một số người phụ không muốn để chồng biết sâu đường đi. Đây là chứng cứ vô cùng xác thực. Bây giờ ông đã tin chưa? Không ngờ tới các người vì muốn nổi xấu cấp dưới của tôi mà làm giả chứng cứ. Làm gì có cái lý đấy chứ? Không, xong rồi. Giấy tờ tố cáo bị ông ta hủy rồi. Ông, xem ra là không thể nói chuyện được với người này nữa rồi. Không còn nhiều lời. Là đàn ông thì dùng nắm đấm để nói chuyện đi. Nếu như tôi thua, tôi sẽ tự mình đưa các người đến tập đoàn lục soát Hắc Vũ, lục soát cho đến khi nào các người vừa lòng thì mới thôi. Nhưng mà nếu như các người thua thì tôi sẽ lôi từng người các người ra công lý. Ý của ông là muốn chúng tôi quyết đấu thắng thì ông sẽ nghe theo chúng tôi. Các người thắng thì tôi lập tức cho các người cơ hội lục soát, cho các người thấy quan tài đủ lệ. Được. Thương Thiên, anh thật sự phải chấp nhận quyết đấu sao? Cẩn thận một chút, năng lực của người này không tầm thường đâu. Đã biết rồi. Tiểu tử, tôi thấy cậu cũng có chút bằng lĩnh đấy. Nhưng mà rồng qua núi gặp hổ xuống núi, xã hội không phải do cậu làm chủ. Ngày hôm nay tôi sẽ cho đám cấp trộm cắp các người một bài học. Tiệp chiều siêu cấp bá vương hãm mạch đáng đi. Thao thiết tiên pháp. Năng lực điều khiển điện thật sự không phải là siêu nhân ngoại cảm sao? Không đúng. Đây căn bản không phải là siêu năng lực, mà đây là lôi pháp. Vì sao ông ta lại có sức mạnh này? Lôi pháp. Không tệ. Tòa này đúng lúc có mưa bão. Sức mạnh của tôi tuyệt đối không ai địch nổi. Đây là sức mạnh gì? Tên là đáng sợ. Số lượng năng lượng điện trong không khí khó có thể mà đo được. Thiên, ông ta mượn sức mạnh của trời đất. Bây giờ cậu mới chỉ là kim đan đỉnh phong, cảnh giới thấp hơn không thể nào. Không được. Mặc kệ ông ta có mạnh bằng siêu nhân ngoại cảm hay không, tôi cũng phải dốc hết toàn sức để ứng phó. Bởi vì ra đây tôi đã hứa với siêu nhân ngoại cảm để chứng minh tôi có đủ năng lực để bảo vệ tất cả. Tôi cũng sẽ thực hiện nó một cách nghiêm túc. Bác đại thân chú ngũ khí đằng đằng, trớm kinh lùi. Đệ tử, cẩn thận kẻo chết bây giờ. Tưởng thì dạ. Dạ. Ý. Hả? Cái gì? Thắng rồi à? Đây vẫn là lần đầu tôi dùng toàn bộ sức mạnh để thi triển thân chú và kiếm.
Vậy mà lại thắng dễ dàng như vậy sao? Không đúng. Mẫu kích vừa rồi của tạp nhi kình đồng địa tuyệt đối không phải là động tác võ thuật cho đẹp. Là sức mạnh của thương thì đã vượt ra ngoài dự tính của mình rồi. Thì tử, cậu cẩn thận thương thì ông ta vẫn có sức lực. Cậu ra giỏi nha. Mặc dù giao tranh ngắn ngủi thôi, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh hùng của cậu. Tôi tâm phục khẩu phục cậu rồi. Chỉ bằng chúng ta kết nghĩa đi ha. Đi là kết nghĩa anh em giờ không được. Còn chuyện lột xót, cậu nghĩ là đó không sẽ chết đứng à? Để chứng minh trong sạch thì tôi sẽ tự ý mang các người đi. Các anh chị em đi theo tôi đi. Chúng tôi đến cao ốc của Hạc Vũ. Ai là anh chị em của ông ta chứ? Tập 104.